Ok. Rất nhịp nhàng. Phòng ngự. Và tăng tốc của Leicester City cũng rất đáng được. Xem lại lần nữa, cũng đưa bóng vào trong này. Với công kích chiến thắng với Lưu Văn Gà, với sơ đồ 4-4-2 kim cương. Đây sẽ là sơ đồ tốt nhất để Lưu Văn Gà tận dụng được những bản đồ vật giá trị. Italia hay Ander Herrera. Phát bất xịt Rooney Tà Linh Linh Lạc kích Đại thì trung về số 42 này vẫn đang là 4-3 và Leicester City vẫn rất sẵn sàng để tung ra những cú đấm mạnh. Đá bàn phạt cao.